Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Cục An toàn thực phẩm thông tin đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà Châm Anh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cục an toàn thực phẩm nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà trâm anh trên đường bà triệu thành phố nha trang tỉnh khánh hòa làm nhiều người có triệu chứng đau bụng buồn nôn tiêu chảy sốt và đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đến trưa ngày 14 tháng 3, số nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn ở quán gà trên đường Bà Triệu thuộc phường Phương Sài, thành phố Nha Trang đã tăng lên 222 trường hợp, trong đó có trên 155 ca nhập viện điều trị. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc do ăn cơm, phở gà tại quán Trâm Anh. Phần lớn bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn số 476 ATTP NDTT ngày 14 tháng 3 năm 2024 đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trận chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Tạm thời đình chỉ cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm Tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển gấp tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến tuyên truyền giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mát nguồn gốc xuất xứ